Chào các bạn thân yêu của thế giới hôm nay. Google là cái tên vô cùng nổi tiếng, có lẽ không người sử dụng Internet nào mà không biết đến. Không chỉ vậy, Google còn là một trong những công ty có những câu hỏi phỏng vấn khác nào nhất từng được biết đến. Những buổi phỏng vấn của Google có thể diễn ra tại quán cà phê hay qua Skype, và những câu hỏi phỏng vấn này cực kỳ khó khăn mà đối với bất kỳ chuyên gia nào, họ phải dành thời gian suy nghĩ để cố gắng đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Có phải các bạn đang rất tò mò muốn biết Google đã hỏi những câu hỏi như thế nào? Như vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 10 câu hỏi hắc não nhất khi bạn phỏng vấn ở Google để xem các bạn có thể trả lời được không nhé. 10 câu hỏi hắc não nhất khi bạn phỏng vấn ở Google. 10. Có bao nhiêu người điều chỉnh dây đàn piano trên toàn thế giới? Câu hỏi này được đặt ra cho những ứng viên vị trí giám đốc sản phẩm của Google, và dường như nó hoàn toàn không dính dáng gì đến vị trí công việc tuyển dụng, phải không nào? Và nếu bạn tham gia phỏng vấn, bạn sẽ trả lời như thế nào? Thật ra điều này phụ thuộc vào từng thị trường. Nếu đàn piano cần lên dây mỗi tuần một lần và mỗi lần mất một tiếng, một người lên dây đàn làm việc 8 tiếng một ngày trong 5 ngày một tuần. Như vậy, mỗi tuần sẽ có 40 chiếc đàn piano cần lên dây mỗi tuần. Vậy câu trả lời sẽ là một người cho mỗi 40 chiếc đàn. Trên Wikipedia cũng có vấn đề Fermi tương tự. Có bao nhiêu người lên dây đàn piano ở Chicago? Một giải pháp điển hình là đưa ra các con số dự đoán và giả sử rồi tính ra kết quả cuối cùng. Có rất nhiều những câu hỏi tương tự như thế này, như có bao nhiêu người sống trên hành tinh, thường được Google đặt ra để tìm kiếm nhân tài cho mình. 9. Bạn là thuyền trưởng của một nhóm cướp biển và còn chia một đống vàng. Nếu chia không đều, bạn có thể bị giết. Bạn làm thế nào để nhận được một phần hơi nhưng vẫn sống sót? Các ứng viên cho vị trí giám đốc kỹ thuật của Google đã phải trải qua một câu hỏi hóc búa mà không có chút liên quan gì đến chuyên môn hay công việc của mình sẽ làm khi được tuyển dụng. Thực chất, chúng ta đều biết các công ty lớn thường chuộng những người thông minh, nhạy bén. Chuyên môn là một chuyện, nhưng nếu bạn không có một bộ não linh hoạt, bạn cũng sẽ chẳng được hoan nghênh ở những môi trường làm việc như Google. Và muốn vừa chia đều được phần có giá trị nhiều tiền nhất mà không phải chết, bạn hãy chọn ra 51% số thủy thủ hoặc bất cứ số lượng nào vừa đủ vượt qua ngưỡng một nửa tổng số người, chia đều cho bọn họ là xong. Những người phản đối còn lại dù không có đồng nào cũng chẳng hề thay đổi quyết định được. Và câu trả lời của bạn thì sao? Bạn có bảo toàn tính mạng cho các tên cướp biển? Một người đàn ông đổ xe ở khách sạn và bị mất hết tài sản. Chuyện gì đã xảy ra? Nếu gặp phải câu hỏi như thế này thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Đừng vội trả lời là tôi không biết hay ông ta bị cướp gì đó nhé. Bởi với những đáp án như thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ đặt chân được vào trụ sở của Google để làm việc đâu. Thật ra đây chỉ là một câu đố mẹo mà nhà tuyển dụng đặt ra để xem phản ứng của bạn như thế nào. Thực chất, người đàn ông trong câu hỏi ông ta đang chơi cờ tỷ phú, Monopoly và đưa xe token vào đúng ô Broadwalk. Đây là tài sản đắt nhất trên một bàn cờ Monopoly. Nếu bạn nào chưa biết về trò chơi này, có thể lên Google để tìm hiểu nhé. Và với câu hỏi này, chúng ta có thể rút ra được bài học kinh nghiệm là mọi thứ trên trời hay dưới đất, nhà tuyển dụng Google luôn có thể lấy để thử não những người xin việc. Vì vậy, nếu có ý định bon chen trong môi trường làm việc của Google, bạn phải chuẩn bị tâm lý để trả lời những câu hỏi phỏng vấn hack não nhé. 7. Hãy tính phí để thuê người rửa sạch được hết tất cả các cửa sổ ở Citro. Trong một đợt tuyển dụng vị trí giám đốc sản phẩm của Google, các ứng cử viên đã phải ngỡ ngàng vì câu hỏi khó đỡ này. Và đây là cách Google thử độ linh hoạt về diễn đạt và truyền tải ý kiến một cách ngắn gọn, nhanh chóng nhất của bạn. Mục tiêu của họ là báo giá lâu cửa sổ toàn thành phố Citro. Thì thay vì bạn ngồi đoán dài đoán non tổng số cửa là bao nhiêu, câu trả lời rất dễ dàng, chỉ còn vỏn vẹn 10 đô trên cửa là ổn. Không phải nhà tuyển dụng nào cũng muốn nhận được một đáp án máy móc theo câu hỏi đặt ra. Nhất là những công ty lớn mà bạn cần linh hoạt và có chút nhận định riêng của bản thân thì chắc chắn không công ty nào có thể từ chối bạn. Hãy nhớ nhé! 6. Có 8 quả bóng giống nhau hoàn toàn về kích thước nhưng trong đó có một quả nhẹ hơn tất cả. Hãy tìm ra quả bóng này chỉ với một cái cân và hai lần cân. Câu hỏi phỏng vấn có phần hại não này chắc chắn sẽ làm khó không ít bạn nhỉ. Nếu không thể đưa ra đáp án chính xác thì bạn sẽ không thể nào mơ tưởng tới được trở thành một thành viên của Google. Đáp án thật ra là bạn chỉ cần lấy 6 quả đặt lên cân. Mỗi bên 3 quả. Nếu hai bên bằng nhau thì quả nhẹ hơn sẽ nằm trong hai quả còn lại. Và còn hai quả còn lại là sẽ tìm được quả nhẹ hơn. Còn nếu quả nhẹ hơn ở trong 6 quả kia thì phạm vi thu gọn xuống còn 3 quả ở bên nhẹ hơn. Trong 3 quả ấy, chọn 2 quả đặt lên cân.
nếu cân không bằng thì quả nhị hơn sẽ ở bên nhẹ. Còn nếu cân bằng thì quả nhị hơn sẽ là quả còn lại không đem cân. Bạn nào có cách tính như chúng tôi vừa nêu, vậy thì bạn có thể đến xin việc ở Google rồi nhé. 5. Hãy lên kế hoạch sơ tán cho người dân ở San Francisco ngay lập tức. Có bạn nào đã đi phỏng vấn xin việc mà gặp phải câu hỏi chốt quốc như thế này không? Thật ra thì mọi người phỏng vấn đều có ý đồ riêng của họ. Cách trả lời như thế nào ở đây không quan trọng, mà nhà tuyển dụng của Google cho biết việc quan sát phản ứng của ứng viên là chủ yếu, chứ không phải đáp án. Nếu là một ứng viên tiềm năng, biết phân tích tình huống, bạn nên hỏi lại rằng nguyên nhân là gì để di tản? Hay chúng ta sẽ lập kế hoạch sơ tán cho sự cố gì, rồi mới tiến hành trả lời. Nếu không, bạn sẽ bị đánh giá là không có óc nhìn nhận vấn đề và quá hấp tấp, và tất nhiên bạn rớt là cái chát. 4. Tại sao nắp của cửa cống là hình tròn? Bạn nghĩ sao về câu hỏi này dành cho vị trí tuyển dụng của kỹ sư phần mềm của Google? Không có bất kỳ mối liên quan đúng không nào? Nhưng là một ứng cử viên, dù muốn hay không, bạn vẫn phải trả lời câu hỏi này. Thế các bạn sẽ trả lời như thế nào? Vì nhà thi công công trình thích thế, vì nó tiết kiệm chi phí hơn. Với những câu trả lời như thế thì chúc mừng bạn, bạn rất là cái chát. Về mặt khoa học, nắp cống hình tròn dễ lắp đặt vào miệng cống nhất vì không phải xoay chuyển hay điều chỉnh cho khớp góc như các hình đa giác khác như hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác. Và nắp cống thường rất nặng nên điều này rất có lợi cho việc tiết kiệm sức lực của những người công nhân lắp đặt. Do không có góc cạnh, áp lực phân bố và truyền xuống đều hơn, chịu được trọng tải tốt hơn. Giờ thì các bạn đã biết vì sao nắp cống có hình tròn rồi nhé. 3. Cho sẵn hai chai nước loại 5 lít và loại 3 lít. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu nước tùy thích để đong được 4 lít nước từ hai chai trên. Với câu hỏi phỏng vấn như thế này, chắc không làm khó những bạn giỏi toán đâu nhỉ. Tuy nhiên nó cũng khiến không ít bạn phải đau đầu đúng không nào? Hãy thử xem đáp án của bạn có giống chúng tôi không nhé. Đầu tiên bạn đổ đầy nước vào chai 5 lít. Sau đó, dùng nước trong chai 5 lít đổ vào chai 3 lít. Tiếp theo, đổ hết nước trong chai 3 lít ra, rồi đổ 2 lít còn lại trong chai 5 lít vào chai 3 lít. Lại đổ đầy nước vào chai 5 lít, rồi đổ chai 5 lít vào đầy chai 3 lít. Lúc này đang có 2 lít. Như vậy bạn sẽ có được 4 lít nước trong chai 5 lít. Khá đơn giản đúng không nào? Có bao nhiêu bạn vượt qua được câu hỏi này? Nếu có đáp án chính xác, chúc mừng bạn! Bạn rất có tiềm năng để vượt qua các câu hỏi phỏng vấn của Google. 2. Một người đàn ông được tìm thấy chết trên sa mạc. Trong tay cầm một que diêm, không có thêm dấu vết nào khác. Tại sao người đàn ông đó chết và chết như thế nào? Thực ra câu hỏi này nhằm thử thách khả năng tái tạo lại sự kiện và liên kết sao cho phù hợp với thực tế. Với câu hỏi này bạn sẽ phải dựng lên cho mình một kịch bản như thế nào, rất khó để liên tưởng đúng không? Và nếu bạn có thể trả lời với nhà phỏng vấn rằng người đàn ông đó chết sau khi rơi khỏi máy bay mất kiểm soát, chắc chắn sẽ đâm xuống đất rồi nổ tung. Số lượng dù cứu nạn trên máy bay ít hơn so với số hành khách, vì vậy nên họ đã quyết định rút que diêm để xác định ai được sử dụng dù. Người đàn ông không may mắn này đã rút phải que diêm ngắn hơn nên phải nhảy xuống mà không có dù. Với câu trả lời thế này thì chắc chắn bạn sẽ được Google chào đón, bởi cái họ cần là những nhân viên có tư duy. 1. Một bác sĩ đưa cho một bệnh nhân 4 viên thuốc. 4 viên thuốc được chia thành 2 loại và có hình dạng giống hệt nhau. Bệnh nhân phải uống thuốc vào 2 buổi trong ngày, buổi sáng và buổi tối. Một lần 2 viên khác loại nhau. Nếu không uống hoặc uống sai liều thì người đó sẽ chết. Làm thế nào để anh ta sống sót? Đây được xem là một trong những câu hỏi phỏng vấn hát não nhất của Google dành cho các ứng viên tham gia tuyển dụng. Và nếu gặp phải câu hỏi thế này, bạn sẽ trả lời thế nào? Tất nhiên cách tốt nhất là đi hỏi lại bác sĩ cho chắc, bởi đây là vấn đề sống còn mà. Nhưng cũng có thể đây là những viên thuốc duy nhất trên thế giới và vì bác sĩ đó đột nhiên biến mất. Thì chúng ta vẫn còn câu trả lời khác. Nếu bạn là bệnh nhân đó, bạn chỉ cần bẻ đôi các viên thuốc ra và uống một nửa mỗi viên vào buổi sáng, uống nửa còn lại vào buổi tối. Và việc bạn trả lời câu hỏi phỏng vấn cũng giống như tình huống uống thuốc này vậy. Nếu bạn trả lời sai thì không hẹn gặp lại nhé. 3. Đã trả lời được bao nhiêu câu trong số 10 câu hỏi phỏng vấn hách não nhất của Google mà chúng tôi vừa giới thiệu? Câu hỏi hại não nhất mà bạn đã từng gặp khi đi phỏng vấn xin việc như thế nào? Hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé! Hãy like và share video cho mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Bye bye!